Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 6 sách chân trời sáng tạo nha. Trong lớp xin bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xin phát quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tiếp, là bài tập cuối chương 5, tiết số 2, sách chân trời sáng tạo, trang 26 đến trang 27 nha. Giờ mình sẽ làm tiếp, mình sẽ học tiết số 2. Mình sẽ làm tiếp câu số 3, tính giá trị của biểu thức sao theo cách có dùng tính chất phép nhân, phép tính bằng số. Mình sẽ tính giá trị của biểu thức sao theo cách có dùng tính chất phép tính phân số nha. Như vậy mình sẽ tính bình thường thôi. Thầy sẽ dạy câu này. Câu A chứ. Mình sẽ biết lỗi cái đề chứ. 2/3 cộng cho âm 2/5 cộng cho âm 5/6 trừ cho 13/10 giờ. Như giờ ở đây mình thấy mình có 4 con số, mình thấy là bên lại 3, 5, 6, 4, 6, 10 3, 5, 6, 10. Mình thấy là 6 sẽ chia hết cho 3, 10 sẽ chia hết cho 5, đúng không? Nên mình sẽ làm thành hai nhóm nha. Như vậy ở đây mình sẽ làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ có mẫu 3, mẫu 6. Như vậy mình sẽ lấy 2/3 cộng với là âm 5/6, mình làm thành một nhóm. 2/3 cộng cho âm 5/6 giờ cộng cho một nhóm tiếp theo, như vậy nhóm tiếp theo sẽ làm 2/5 trừ cho 13/10. Giờ ở đây xuống dòng bảng tiếp nhé. Như vậy ở đây mà đây là phép cộng 2 con số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số nha. Như vậy ở đây mình thấy là 6 sẽ chia hết cho 3, 6 chia 3 được 2. Như vậy là 2/3 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2 nha. 2 × 2 là 4, 4/6 cộng cho âm 5/6 viết lại. Giờ mình sẽ cộng cho nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì mình cũng quy đồng mẫu số. Mình thấy là 10 sẽ chia cho 5. 10 chia 5 được 2, như vậy là âm 2/5 mà sẽ nhân tử bằng 1 cho 2. Âm 2 nhân 2 thì là âm 4. Mẫu số là 10. Dấu trừ viết lại, 13/10 viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính hai cái ngoặc. Cái ngoặc thứ nhất thì mình sẽ lấy tử cộng tử dương nguyên mẫu nha. Đây là phép cộng 2 con số cùng mẫu số. Thì lấy tử cộng tử dương nguyên mẫu, 4 cộng cho âm 5 thì được là âm 1. Như là âm 1/6. Giờ ở đây mình sẽ có là âm 4 trừ cho 13 thì sẽ được là âm 17. Mẫu số là 10. Như vậy ở đây mình sẽ có, đây là phép phép cộng 2 con số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Ở đây mình sẽ chọn mẫu số chung là bao nhiêu. Như vậy là các em có thể sử dụng duy nhất để mình tìm mẫu chung nhỏ nhất của 6 và 10 chính là 30. Như vậy mình sẽ chọn mẫu số chung chính là 30. 30 chia 6 được 5, như vậy là âm 1/6 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 5. Âm 1 nhân 5 là âm 5 bằng 30. Giờ 30 chia 10 được 3, như vậy là âm 17/10 mà sẽ nhân tử bằng 1 cho 3. Âm 17 nhân cho 3 thì được là âm 51. Mẫu số là 30.
Đây là phép cộng hai phân số cuối cùng, mẫu số mình lấy tử cộng tử giống như mẫu. Âm 5 cộng cho âm 51 sẽ là âm 56. Mẫu số 30. Bây giờ mình sẽ rút gọn phân số này bằng cách chia tử và mẫu cho 2 nha. Âm 56 chia 2 thì còn âm 28. 30 chia 2 thì còn 15. Như vậy kết quả là âm 28 và 15, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nha. Giờ câu B mình sẽ viết lại cái đề chứ. Âm 3 phần 7 nhân cho âm 1 phần 9 cộng cho 7 phần âm 18 nhân cho âm 3 phần 7 cộng cho 5 phần 6 nhân cho âm 3 phần 7 Giờ như vậy là mình thấy có gì giống nhau. Âm 3 phần 7 giống nhau. Âm 3 phần 7 giống nhau. Giống nhau. Mình sẽ giúp âm 3 phần 7 ra làm nhân tử chung. Giờ xuất hiện dấu ngoặc. Dấu ngoặc thì mình sẽ còn là cái gì? Ở đây giúp âm 3 phần 7 giống nhau còn âm 1 phần 9. Dấu cộng lại. Ở đây giúp âm 3 phần 7 giống nhau thì còn là 7 phần âm 18. 7 phần âm 18 thì sẽ đẩy dấu trừ lên thì sẽ là âm 7 phần 18. Giờ cộng cho ở đây giúp âm 3 phần 7 dấu nhân thì còn lại là 5 phần 6. Giờ xuống dòng với bạn. Giờ âm 3 phần 7 viết lại. Bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc nha. Như vậy là trong ngoặc thì mình thấy đây là ba phân số khác mẫu số. Mình phải quy đồng mẫu số mình mới cộng được, đúng không? Mình sẽ chọn, mình thấy là 18 sẽ chia hết cho 9, 18 cũng chia hết cho 6, nên mẫu số chung sẽ là 18. 18 chia 9 được 2, như là âm 1 phần 9 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2. Âm 1 nhân 2 thì được là âm 2, đúng không? Âm 2 phần 18. Dấu cộng viết lại. Âm 7 phần 18 giữ nguyên. Năm phần 6 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 5 nhân 3 bằng 15. Giờ âm 3 phần 7 viết lại. Như vậy đây là phép cộng 3 phân số thì mình sẽ lấy 3 cái tử cộng lại giữ nguyên mẫu nha. Như vậy là âm 2 cộng cho âm 7 là âm 9. Âm 9 cộng cho 15. Âm 9 cộng cho 15 thì được 6, đúng không? Như kết quả là 6 phần 18. Giờ ở đây mình sẽ giúp gọn nha. Đây là phép nhân hai phân số, mình lấy tử, mẫu nhân mẫu, nhưng giúp gọn luôn đây là âm 3 nhân cho 6 là âm 18. Như vậy âm 18 ra do dưới 18, chia tử và mẫu cho 18 luôn. Như vậy âm 18 chia 18 thì còn âm 1, ở dưới còn 7 nha. Như vậy kết quả là âm 1 phần 7, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ khu nhặt rác cho một động mương khóc nước. Ba nhóm thống nhất phân công như sau: nhóm thứ nhất thì phụ trách 1/2 động mương, nhóm thứ hai phụ trách 2/5 động mương, phần còn lại do nhóm thứ ba phụ trách. Biết động mương mà nhóm thứ ba phụ trách dài 16 m, hỏi động mương khóc nước dài bao nhiêu mét? Như vậy là ở đây mình sẽ có là một con mương, đúng không? Nhóm nhất phụ trách 1/3, nhóm 2 phụ trách 2/5, mình sẽ tính xem cái đoạn mương nhóm thứ 3 sẽ phụ trách bằng bao nhiêu. Mình sẽ lấy một đoạn mương trừ cho 1/3 trừ cho 2/5 là kết quả. Giờ cái đoạn mương còn lại của nhóm thứ 3 chính là 16 m, thì mình xin tính đoạn mương của cả nhóm bằng cách lấy 16 chia cho cái phần đó là được, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Mình sẽ tính xem nhóm thứ 3 phụ trách phần mương lại. Giờ như vậy ở đây mình sẽ lấy một con mương là số 1, trừ đi 1/3 của nhóm thứ nhất, trừ 2/5 của nhóm thứ hai sẽ bằng bao nhiêu? Giờ như vậy ở đây mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là bao nhiêu? 15, đúng không? Như vậy là số 1 thì mình sẽ biến thành 15/15. Giờ 1/3 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5 nhé. 1 nhân 5 là 5, 5/15. Giờ 2/5 thì mình sẽ nhân tử vào 1 cho 3. Như vậy là 2 nhân 3 bằng 6, 6/15. Đây là phép trừ các con số cùng mẫu số thì mình lấy tử trừ tử dương mẫu. 15 trừ 5 thì được là 10, 10 trừ 6 thì được 4, như kết quả là 4/15. Như vậy là mình sẽ có nhóm thứ 3 sẽ phụ trách là 4/15 cái động mương, đúng không? 4/15 động mương nha. 4/15 mương. Động mương. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem động mương khối nước dài bao nhiêu cm bằng cách lấy 16 này chia cho 4/15 là được. Động mương khối nước dài cm là 16 chia cho 4/15. Giờ như là mình sẽ lấy 16 nhân cho đảo ngược, 4/15 đảo ngược là 15/4 sẽ bằng bao nhiêu? Như 16 chia 4 thì được là 4, 15 nhân 4 thì bằng 60. Như vậy kết quả là 60 m, đúng không? Đoạn dương, đoạn mương sẽ dài 60 m nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan một khu công nghiệp bằng ô tô. Ô tô đi từ trường ra đường cao tốc hết 16 phút.
Sau khi đi 25 km đường cao tốc thì ô tô đi theo đường nhánh và khu công nghiệp. Biết thời gian ô tô đi trên đường nhánh là 10 phút, còn tốc độ trung bình của ô tô trên đường cao tốc là 80 km/h. Hỏi thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là bao nhiêu giờ? Giờ như vậy ở đây mình có là thời gian đi từ trường học ra cao tốc là 16 phút. Đúng không? Cái mình có quãng đường đi trên cao tốc là 25 km. Và thời gian đi theo đường nhánh từ cao tốc tới khu công nghiệp là 10 phút. Tốc độ đi trên cao tốc là 80. Nhưng mình sẽ đã có thời gian đi từ trường học ra cao tốc, có thời gian từ đường nhánh từ cao tốc vào khu công nghiệp. Bây giờ mình sẽ tính thời gian từ trên cao tốc là được, đúng không? Thời gian trên cao tốc thì người ta cho mình quãng đường cho bằng tốc. Thì mình muốn tính thời gian thì mình sẽ lấy quãng đường chia cho bằng tốc là ra kết quả, đúng không? Giờ sau đó mình lấy ba thời gian cộng lại thì sẽ được là thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp. Giờ câu này cũng dễ, đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ đổi về đơn vị giờ nhé. Mình đổi 16 phút này qua 10 phút này qua giờ chứ. Đổi đơn vị chứ. Như vậy là 10 phút, 16 phút mình đổi qua giờ. Như vậy là 16 phút đổi qua giờ thì mình sẽ chia cho 60. Mình sẽ lấy 16 chia 60. Đúng không? Ở đây mình sẽ giúp gọn luôn nha. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 4. 16 chia 4 thì được là 4, đúng không? Còn 60 chia 4 thì được là 15. Như vậy kết quả là 4/15 giờ. Đúng không? Mình giúp gọn cho nó gọn thôi. Hoặc là các em để nguyên cũng được, đúng không? Thì nó không có gọn ha. Tiếp theo mình sẽ đổi 10 phút này qua giờ. Như vậy là đổi phút qua giờ chia 60. Mình sẽ lấy 10 chia 60. Thì mình được phân số là 10/60. 10/60 mình sẽ giúp gọn luôn. Mình thấy là tử mẫu sẽ có chia hết cho 10. Nên mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử qua mẫu cho 10. 10 chia 10 được 1. 60 chia 10 được 6. Như kết quả là 1/6 giờ. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ tính thời gian ô tô đi trên đường cao tốc nha. Như vậy mình sẽ nhớ là muốn tính thời gian thì mình sẽ lấy quãng đường chia bằng tốc. Đúng không? Quãng đường ở đây sẽ là 25. Mình sẽ chia cho 80. Như vậy là 25 chia 80 thì mình được phân số là 25/80. 25/80 này mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu? Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Tử mẫu sẽ chia hết cho 5. 25 chia 5 được 5. 80 chia 5 được 16. Như kết quả là 5/16 giờ. Yeah, đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ tính thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là thời gian ô tô đi từ trường học đến khu công nghiệp là 10 giờ. Như giờ mình sẽ lấy 16 phút chính là 4/15 giờ. Mình cộng cho thời gian đi trên cao tốc là 5/16 giờ. Giờ thời gian từ cao tốc đến khu công nghiệp sẽ là 1/6 giờ, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình sẽ thực hiện phép cộng nha.
Như vậy mình sẽ chọn mẫu số chung là bao nhiêu? Như vậy là mình sẽ tìm mẫu chung nhỏ nhất. Giờ sau đó mình quy đồng mẫu số mình tính. Thầy sẽ tính nhắc ở phía dưới này cho các em xem nha. Vì cái số này nó hơi lớn nên rất là khó nhận. Nên trước hết là mình thầy sẽ tính hướng dẫn các em tính nhắc chỗ này. Như vậy để tìm được mẫu chung nhỏ nhất thì mình phải đi tìm phân tích cho hệ số nguyên tố trước nè. 15 thì bằng 3 nhân 5. Đúng nè. 16 thì sẽ bằng là mình có là 2 lũy thừa 4, đúng rồi. 2 x 2 là 4, 4 x 4 16, đúng rồi. 6 thì sẽ bằng 2 x 3. Giờ bây giờ mình sẽ tìm mẫu chung nhỏ nhất, mẫu chung nhỏ nhất của 15, 16 và 6. Như vậy là mẫu chung nhỏ nhất thì mình xem. Như vậy mình thấy là 2 lũy thừa 4, mình sẽ lấy 2 lũy thừa 4. Nhân cho có số 3 lấy số 3, có số 5 lấy số 5. Đúng rồi. Như vậy là 2 lũy thừa 4 sẽ là 16, đúng không? 16 nhân 3 nhân 5 thì sẽ bằng 240. Như vậy là mình sẽ có mẫu chung nhỏ nhất sẽ là 240. Giờ bây giờ mình sẽ quy đồng mẫu số nha. Như vậy là 4 phần 15 mình sẽ nhân tử và mẫu cho bao nhiêu? Mình sẽ lấy 240 chia cho 15. 240 chia cho 15 thì được là 16. Như vậy mình sẽ nhân tử và mẫu cho 16, đúng không? Như vậy là 4 nhân cho 16 thì bằng 64, đúng không? Giờ mẫu số sẽ là 240. Giờ ở đây mình sẽ tính vô chỗ này luôn nha. Như là 4 phần 15 mình sẽ quy đồng lên sẽ là 64 phần 240. Giờ bây giờ mình sẽ 5 phần 16 mình sẽ nhân tử và mẫu cho bao nhiêu? Thì mình thấy là mình sẽ nhân tử và mẫu cho 15, đúng không? 5 nhân cho 15 thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 75, đúng không? Như ở đây sẽ là 75 phần 240. Giờ tiếp theo là 240 mình sẽ chia cho 6 thì được là 40. Như là 1 phần 6 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 40. Như là 40 phần 240. Giờ đây là phép cộng 3 phân số cùng một số thì mình lấy 3 cái tử cộng lại giữ nguyên mẫu, đúng không? Như giờ ở đây mình thấy là 64 cộng 40 là 104. 104 cộng 75 thì được 179, đúng không? Kết quả là 179 phần 240. Đúng không? Đơn vị sẽ là giờ nhé. Giờ như vậy kết quả của mình cuối cùng sẽ là 179 phần 240. Cái bàn tính nháp thì mình sẽ xóa đi nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 6. Một khối đất hình chữ nhật có chiều dài có chiều rộng là 9m và bằng 5/8 chiều dài. Người chủ khối đất dự định là dành 3/5 diện tích khối đất để xây dựng một ngôi nhà. Phần đất không xây dựng sẽ dành cho lối đi.
sân chơi và chồng qua. Hãy tính diện tích phần đất chồng qua, sân chơi và lỗ đi nhé. Giờ như vậy là chưa hết mà sẽ tính cái gì đây. Như vậy ở đây, ở đây người ta cho chiều rộng và bây giờ mình sẽ tính chiều dài chứ nha. Ở đây người ta nói là chiều rộng là 9m. 9m sẽ là bằng 5/8 chiều dài. Như mình muốn tính chiều dài thì mình sẽ lấy 9 chia 5/8 là được, đúng không? Như vậy câu số 6 thì mình sẽ trả lời như sau. Quay chiều rộng là 9m. Và bằng 5/8 chiều dài. Nên chiều dài của đất là 9 chia 5/8. Giờ chia thì bằng nhân nghịch đạo, đúng không? Mình sẽ lấy 9 nhân cho 8/5. Giờ như là kết quả là 72/5. Đơn vị cm, đúng không? Giờ có chiều dài, có chiều rộng, mình đi tính diện tích thửa đất hình chữ nhật đó nha. Giờ diện tích thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Chiều dài ở đây sẽ là 72/5. Mình sẽ nhân chiều rộng sẽ là 9, đúng không? Như là nhân một phân số cho một số tự nhiên thì mình sẽ lấy tự nhân số tự nhiên giữ nguyên mẫu, đúng không? 72 nhân 9 thì bằng bao nhiêu? 72 nhân 9 thì được là 648. Như kết quả là 648/5. Giờ như vậy đơn vị cm vuông nha. Đúng nè, mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ tính diện tích để xây nhà nha. Như vậy là người ta nói là người ta chủ khứa đất dự định dành 3/5 diện tích khứa đất để xây nhà, đúng nè. Nhưng mà sẽ lấy diện tích của khu đất nhân cho 3/5 là được. 648/5 nhân cho 3/5. Như vậy là nhân hai phân số thì mình lấy tự nhân tự, mẫu nhân mẫu nha. 648 mà nhân cho 3 thì bằng bao nhiêu? 1944. Mẫu số 5 nhân 5 bằng 25. Đơn vị cũng là mét vuông. Mình nhớ là diện tích là mét vuông nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính diện tích phần đất chồng qua, sân chơi và lối đi. Diện tích phần đất chồng qua, sân chơi và lối đi. Giờ như vậy mà sẽ lấy diện tích thửa đất trừ đi diện tích xây nhà là ra kết quả cuối cùng, đúng không? 648/5 trừ cho
1944. Phần 25. Như vậy đây là phép trừ hai con số khác một số mà sẽ quy đồng một số. Mình thấy là 25 sẽ chia hết cho 5. 25 chia 5 được 5, như vậy 648 này mà sẽ nhân tử bằng 1 cho 5 nha. 648 nhân 5 bằng bao nhiêu? 3240. Đúng rồi. Giờ như vậy là phép trừ hai con số cùng một số thì mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu nhé. Kết quả là 1296 phần 25. Đơn vị cũng là mét vuông. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ như là vậy là như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng như hay, bấm nút thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp qua các bạn bè sớm nhất, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.